Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh youtube của Báo Tiền Phong. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines OCD ngày 22 tháng 10 đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp tại 7 khu vực để ứng phó với những tác động tiềm tàng của bão Trà My. Theo đài ABS-CBN News, 7 khu vực vừa nêu gồm khu hành chính Cordillera, CR, Trung Luzon, Calabazon, Mimaropa, Bicol và Đông Visayas. Tất cả những nơi đó đều được xác định là những khu vực có nguy cơ cao. Người phát ngôn của OCD, ông Edgar Posadas cho biết những khu vực vừa liệt kê được sơ tán trước. Ngoài ra các đội phản ứng nhanh và các nguồn lực bổ sung cũng sẽ được triển khai đến những khu vực này. Đương nhiên là tất cả lực lượng chức năng và quan chức phải túc trực để kịp ứng phó với lũ lụt, lở đất. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA cũng đã đưa ra cảnh báo lốc xoáy ở nhiều nơi trên đảo Luzon, quần đảo Dinagat, tỉnh Đông Sama và tỉnh Bắc Sama thuộc vùng Đông Visayas. Cảnh báo gió giật hiện cũng có hiệu lực đối với bờ biển phía bắc và phía đông của Luzon, khiến hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại các cảng biển. Cơn bão Chami ở Philippines gọi là bão Christine chưa đổ bộ Philippines nhưng với kích thước rất lớn, nó đã gây mưa to ở nhiều vùng tại nước này. Còn ít nhất là hơn một ngày nữa bão mới đổ bộ, mà nhiều khu vực ở Philippines đã ngập lụt mênh mông, có nơi nước đã lên tới ngang ngực người lớn. Cơ quan khí tượng Philippines, PAGASA cũng đã cảnh báo gió mạnh ở ít nhất là 24 khu vực. Do có hoàn lưu rất rộng nên cơn bão này đã gây mưa lớn ở Philippines từ ngày đầu tuần khi chưa đổ bộ. Do đó nhiều nơi tại Philippines đã bị ngập lụt mênh mông. Theo trang hệ thống thời tiết Philippines, không chỉ vậy, mưa do bão Charmie còn gây lũ ở một số tỉnh ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người dân. Tính đến 20 giờ 50 phút ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, hầu như toàn bộ thành phố Naga ở tỉnh Camarines bị ngập lụt do mưa lớn liên tục và gió mạnh do bão Charmie, tên địa phương là bão Christine. Mặc dù bão Trà Mi có thể không mạnh bằng một vài cơn bão khác ở khu vực trong mùa bão năm nay, nhưng kích thước của nó lại rất lớn, có khả năng gây mưa diện rộng. Thực tế, trước, trong và sau một cơn bão thì nước mưa gây thiệt hại lớn hơn là gió, vì mưa nhiều có thể gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Vì vậy người dân lưu ý không hoang mang nhưng cũng không chủ quan mà thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để có cách ứng phó phù hợp trong trường hợp bão gây ảnh hưởng. Chiều ngày 22 tháng 10, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Chami. Bão xu hướng di chuyển lệch về phía tây bắc, lúc 13 giờ, vị trí tâm bão Chami trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Ông Tuấn thông tin, dự kiến khoảng ngày 24 tháng 10, bão di chuyển vào biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Nhận định mới nhất, khi bão vào biển Đông sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng tây, cường độ tiếp tục mạnh thêm. Bão vượt qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, khả năng đạt đến cấp 12, giật cấp 15, tiếp tục hướng về bờ biển các tỉnh Trung Bộ. Khoảng ngày 26 đến 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ, khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão này. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, đây mới chỉ là nhận định ban đầu về cơn bão, diễn biến bão cuối mùa rất phức tạp và hay thay đổi. Do vậy, cần thông tin cụ thể cập nhật trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn cũng như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. xung đột Nga-Ukraine càng khốc liệt và kéo dài thì Ukraine càng hao tổn nhân lực, thiếu binh sĩ và thiếu nam giới trầm trọng. Trong bối cảnh đó, Ukraine phải bổ sung phụ nữ và các đơn vị tự vệ phòng không chuyên đối đầu với UAV của Nga. Được biết, những phù thủy Bucha là danh xưng tự đặt của một đơn vị phòng không tình nguyện, gồm gần như hoàn toàn là nữ giới, được lập ra để bảo vệ bầu trời Ukraine tại khu vực ở thị trấn Bucha, ngoại ô phía tây bắc Kiev. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các cô phù thủy xuất hiện để đối phó với các cuộc tập kích từ UAV của Nga. Nga thường phóng nhiều UAV theo các đợt để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine trước khi tung ra đòn tập kích tên lửa. Các ca trực vào đêm cho phép những phụ nữ này kết hợp nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc với công việc thường nhật như giáo viên, bác sĩ, thậm chí cả làm móng tay, móng chân vào buổi sáng. Bà Valentina, 51 tuổi, là một bác sĩ thú y, đã tham gia đơn vị chống UAV này vào mùa hè và giờ đã trở thành thành viên của đội. Sử dụng hô hiệu là Vatry. Bà Valentina kể về những người bạn được triển khai ra mặt trận và những người tử trận cũng như các lý do đưa bà tới vị trí chiến đấu phòng không hiện nay. Người phụ nữ Ukraine chia sẻ, tôi làm được việc này, súng ống nặng, nhưng phụ nữ bọn tôi làm được. Theo đó, khi còi báo động vang lên, đơn vị của bà Valentina nhanh chóng di chuyển ra trận địa bằng xe bán tải. Nhóm 4 người nhảy ra khỏi xe và leo lên bên hai khẩu súng máy đây là súng Maxim sản xuất vào năm 1939 với hộp đạn đóng dấu sao đỏ thời Liên Xô. Anh Shahi, người đàn ông duy nhất trong đội, phải dùng tay đổ nước trong chai lên súng để làm mát. Chỉ huy của đơn vị phòng không nữ này là một người đàn ông to lớn tên là Andriy Velati mới quay về từ mặt trận Pokrovsk ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, nơi xung đột đang dữ dội nhất. Nhắc đến Pokrovsk, ông Velati hóm hình cho hay, chỗ đó toàn pháo hoa, không ngừng nghỉ. Còn tại thị trấn Bucha này, ông Velati chia sẻ từng có khoảng 200 nam giới tham gia các đơn vị phòng không cơ động của mình tuần tra trong lúc có giới nghiêm vào ban đêm. Nhiều người trong số họ không đáp ứng tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự. Nhưng sau đó, Ukraine xem xét và thay đổi luật động viên quân sự do tình trạng thiếu binh sĩ trầm trọng. Khi đó, người của Velati bỗng dưng đạt chuẩn để được ra tiền tuyến. Đại tá Velati vẫn đầy lạc quan để nửa đua nửa thật về tình hình tại Bucha. Khoảng 90% lực lượng của tôi gia nhập quân đội 10% thì lẩn trốn Chẳng còn đàn ông nào nữa Nếu có thì chỉ là những người cụt chân Lúc này Ông Velati chỉ còn có hai lựa chọn Tuyển những người dưới tuổi bị gọi nhập ngũ Hoặc tuyển phụ nữ Theo lời ông Velati Thì lúc đầu người ta không tin tưởng vào phụ nữ lắm Nhưng rốt cuộc Đơn vị của ông lại gồm toàn phụ nữ Và họ vẫn thực hiện được nhiệm vụ chiến đấu Vào các kỳ nghỉ cuối tuần Nhóm những phụ thủy Bucha Lại đều đặn tham gia huấn luyện quân sự cơ bản Hiện Ukraine chưa công bố dữ liệu công khai về các đơn vị tình nguyện như thế này, cũng như số phụ nữ Ukraine tham gia tự vệ như bà Valentina. Chỉ biết là họ góp phần tạo thêm một lớp lá chắn phòng không quanh những thành phố, thị trấn lớn của Ukraine. Bé Kiara Crisley de Mora, Dos Santo, 8 tháng tuổi, được các nhân viên y tế bệnh viện Faustino Riscaroli, thành phố Correia Pinto, bang Santa Catarina, Brazil, tuyên bố tử vong vào sáng sớm 19 tháng 10. Chỉ 2 giờ sau, giám đốc nhà tang lễ Auro Aruda Ramos đến bệnh viện nhận thi thể cô bé. Theo truyền thông địa phương, cha mẹ của Kiara chuẩn bị cho đám tang cho con vào cuối ngày hôm đó. Gia đình mang theo một bộ quần áo để thay cho cô bé. Lễ tang bắt đầu lúc 19 giờ cùng ngày, tức 16 tiếng sau khi Kiara được tuyên bố đã qua đời. Trong tang lễ, một điều lạ lùng đã xảy ra. Những người đến đưa tiễn Kiara phát hiện ra bàn tay của bé đang cử động trong quan tài. Một trong số họ lại gần, chạm vào ngón tay của Kiara và bị cô bé nắm chặt. Một dược sĩ có mặt tại đó phát hiện cô bé vẫn còn thở và gọi dịch vụ cấp cứu. Nhân viên y tế kiểm tra, phát hiện mạch của Kiara vẫn còn đập. Mức độ bão hòa oxy là 84%. Họ cho rằng cô bé cần được chăm sóc đặc biệt ngay lập tức. Kết quả kiểm tra cũng không tìm thấy dấu hiệu của hiện tượng co cứng. Gia đình và nhân viên y tế đã đưa Kiara đến bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên, khi Kiara được đưa trở lại bệnh viện, tim của cô bé đã ngừng đập và được tuyên bố tử vong một lần nữa. Cha của Kiara, anh Cristiano Santos chia sẻ: "Chúng tôi đã rất đau khổ. Gia đình cứ nghĩ rằng sẽ có một chút hy vọng, nhưng rồi điều kỳ diệu đã không xảy ra." Đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát khoa học chuyên ngành Brazil, bệnh viện thừa nhận họ đã tuyên bố đứa trẻ qua đời vào 16 giờ trước và sau sự việc trên, khi được đưa đến bệnh viện, bé gái lại được tuyên bố qua đời. Tòa thị chính Korea Pinto xin lỗi gia đình Kiara và hứa sẽ điều tra sự việc trong vòng 30 ngày. Người phát ngôn cho biết, thành phố Korea Pinto cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho mọi công dân. Trong mọi trường hợp, không chuyên gia nào được phép cấp giấy chứng nhận hoặc tuyên bố nếu không xác thực đúng tình trạng của bệnh nhân. Ngoài ra, tất cả các chuyên gia y tế đều được định hướng, đào tạo liên tục đảm bảo rằng tính mạng và sức khỏe của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu Trung Quốc đang tổ chức tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển tỉnh Phúc Kiến giáp với Đài Loan Trung Quốc theo thông tin từ cục an toàn Hàng Hải Trung Quốc hôm 22 tháng 10 các cuộc tập trận bắn đạn thật được tổ chức gần đảo binh Tan ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều các tàu thuyền cũng nhận được cảnh báo tránh xa khu vực này cơ quan phòng vệ Đài Loan thông tin thêm cuộc tập trận của Trung Quốc là một phần trong cuộc tập trận thường niên tuy nhiên không loại trừ việc bắc kinh sử dụng cuộc tập trận này để mở rộng năng lực gian đe ở eo biển đài loan thời gian gần đây trung quốc thường xuyên tăng cường sự hiện diện quân sự trên vùng biển và bầu trời xung quanh đảo đài loan bắc kinh cũng gửi nhiều máy bay chiến đấu và tàu hải quân tham gia cuộc tập trận quân sự gần đài loan và ra lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển tiến hành tuần tra Cuộc tập trận mới nhất của Trung Quốc diễn ra ngay sau phát biểu của lãnh đạo Đài Loan lại thành đức, tuyên bố chống lại mọi cuộc sáp nhập hoặc xâm phạm và cho rằng Bắc Kinh không có quyền đại diện 23 triệu người dân của hòn đảo này. Bắc Kinh không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan và cho biết cuộc tập trận là lời cảnh báo đối với hành động ly khai của lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan.